Vâng, hello mọi người. Hôm nay em đây lại tiếp tục lên cho mọi người một cây MacBook Pro mọi người nhá. Có hình cụ thể thì em chưa biết được cây này là cây gì luôn. Nhưng ngoại hình của nó đây mọi người này, em sẽ show qua mọi người ngoại hình của nó này. Đó, giá bên em thì là cực kỳ là yêu thương luôn rồi nên mọi người cứ yên tâm nhá. Máy thì là test rất là kỹ cho mọi người xem rồi. À, con này là con bản 4 cổng mọi người nhá, 4 cổng Type-C rất là ok luôn mọi người nhá. Bản 4 cổng nó đắt hơn bản 2 cổng khá là nhiều đấy mọi người nhá. Sử dụng thì cực kỳ mượt luôn, riêng bản 4 cổng sử dụng rất là mượt mọi người nhá. Đó, đây bên kia hai cổng, bên này hai cổng này, hai cổng taxi này. Mặt zin mọi người này. Mọi người thấy chưa? Mặt sau của máy đây. Con này màu silver mọi người nhá, màu bạc gần như màu bầu trắng ấy. Nó là màu bạc. Đây mọi người xem này, từng con ốc một này. Chưa có hiện tượng tháo nắp gì đâu mọi người nhá. Nói chung là rất là đẹp mọi người nhá. Đây mọi người ơi, xem cái số series của nó đây mọi người này. Đó. NVDL ấy, tí nó sẽ trùng với số series của máy luôn mọi người nhá, nên mọi người yên tâm một điều mọi người nhá. Con này là con có touchpad mọi người nhá, chưa biết 2018 hay là 2019 đây. Nhưng một con MacBook rất là đẹp có touchpad mọi người nhá. Đây mọi người, đây này xem từng tí này, một này mọi người này, rất là đẹp luôn. Nó chỗ này nó có bẩn tí thì em sẽ lau qua đi là nó sẽ sạch ngay. Đó. Chỗ để tay này rất là đẹp, chưa bị file, chưa bị ố gì cả. Phím nét sáng đẹp mọi người nhá. Phím nét sáng đẹp cho mọi người luôn. Rồi. Màn đẹp luôn mọi người nhá. Keo chỉ đẹp. Rất ok mọi người ơi, để em đi vào xem cấu hình cụ thể của máy mọi người nhá. Em sẽ zoom lên một tí cho mọi người nhìn rõ rõ này. Con này em không nhầm là 2019 mọi người nhá. Đúng rồi. Ổ lưu trữ con này 500GB giúp em mọi người nhá. Ổ lưu trữ 500GB. Con này là MacBook Pro 13 inch năm 2019 này, tí em sẽ đi vào tia cho mọi người xem thêm. Bộ xử lý con này là 2.4 nội tứ mọi người nhá. Những con bình thường thì nó chỉ là 1.4 thôi. Con này 2.4 mà lại nội tứ nữa mọi người nhá, bình thường 1.4 nội tứ thôi. Nên là sử dụng con này thì là sẽ mượt hơn cái loại 1.4 khá là nhiều mọi người nhá. Bộ nhớ là 16GB, bộ nhớ RAM 16GB này mọi người này. Đó mọi người nhìn này, FVDN là trùng với vỏ luôn mọi người nhá, nên là rất yên tâm mọi người nhá. Nhiều bác thấy máy đẹp quá lại bảo là hàng thay vỏ nhưng mà không phải đâu mọi người nhá. Đó. Số ID à, số IMEI là trùng luôn nên mọi người cứ yên tâm. Đấy, đây phần cứng này, con này là MacBook Pro này 2.4 mọi người này, đó. Nguồn điện con này thế nào? Con này pin đã được thay mới rồi mọi người nha, mới sạc có 2 lần thôi mọi người nha, nên là rất yên tâm mọi người nha. Riêng các đời máy cũ này mà nó nói chung mà để thay pin rồi thì dùng nó còn an tâm hơn là máy chưa thay pin mọi người nhé, nên mọi người cứ yên tâm mọi người nhé. Máy chỉ thay mỗi pin thôi, còn lại là máy vẫn đẹp mọi người nhé, hình thức các kiểu rất là đẹp, khách sử dụng ít. Giá con này em để rất là hợp lý luôn. Đây mọi người này. Đó mọi người nhìn, nó đang hơi màu rất là đều, màu rất là đẹp mọi người nhá, rất là đều màu, rất là đẹp luôn mọi người này. Đó, màu cực kỳ đều màu, không hề bị ám ố như ảnh như màu gì luôn mọi người nhá. Có một điều quan trọng nó là không bị ám ố như ảnh như màu gì cả. Một con mát cái màn nó rất là quan trọng mọi người nhá. Thì nếu em bán hàng thì em sẽ show cho mọi người xem qua thì là mọi người mua cho nó yên tâm mọi người này. Màu xanh này. Đó, rất là đẹp. Con này để làm đồ họa được mọi người nhá. Làm đồ họa bình thường, chỉnh sửa video YouTube, cắt cắp các kiểu. Ok mọi người nhá, sử dụng làm việc văn phòng hay là các bác đi học kỹ thuật thì sử dụng con này ok mọi người nhá. Đó. Một con MacBook này em đang bán con này 2019 này, con này Pro 2019 này.
RAM 16 ổ 256 à ổ 512 mọi người nhá. Các bên đang bán rơi vào tầm độ 14 đến 14 triệu rưỡi cơ. 14 đến 14 triệu rưỡi thì em bán máy này nó thay pin rồi nên em bán nó chỉ là 13 triệu thôi mọi người nhá. 13 triệu cho bác nào quan tâm. Con này dùng cực kỳ khỏe luôn mọi người nhá. Đó, camera này. Để về so sánh về hiệu năng thì là con này nó sẽ tốt hơn là con Pro 2020 mọi người nhá. Pro 2020 cái loại 1.4 ấy, 1.4 bình thường 128 mọi người nhá. Con đấy giá bây giờ cũng tầm cái độ hơn 13 một chút. Nhưng mà để mà ok bằng con này thì là không bằng được mọi người nhá. Test loa cho mọi người này. Để mà nó mượt thì là con 16GB này nó sẽ mượt hơn mọi người nhá. Con 16GB này con ổ 4 cổng thì nó đương nhiên nó sẽ mượt hơn con 1.4 tại vì chip của 2020 với chip 2019 thì nó tương đồng như nhau mọi người nhá. Đây dùng rất là mượt luôn mọi người này. Zoom lại một chút cho mọi người xem này. Cái bản 1.4 này, bản 2.4 này dùng nó rất là mượt luôn mọi người nhá. Vuốt rất cực kỳ mượt luôn. Đó. Mọi người thấy không? Em sẽ kích vào phát luôn bài TikTok này mọi người nhá. Tốt bát các kiểu mượt mà luôn. Phim viết là test hết rồi mọi người nhá, rất yên tâm luôn mọi người nhá. Em sẽ cho loa to hết cỡ luôn. Đó mọi người thấy máy chạy rất là mượt luôn mọi người nhá. Cho mọi người xem về phần hiển thị của máy này mọi người này. Cực kỳ đẹp luôn mọi người nha. Riêng hiển thị của con MacBook Pro. MacBook Pro hiển thị Retina mọi người nhá. Đó mọi người nhìn này. Vì riêng về độ hiển thị của Mac thì nó sẽ hơn hẳn các dòng Windows các mọi người nhá. Đấy này em nói thật. Vì âm thanh, vì hiển thị và máy này dùng rất là mượt luôn. Ai đang cần một con máy để làm việc học tập thì là liên hệ cho em qua số Zalo mọi người nhá. À, em sẽ cho mọi người xem một chút nó về hiển thị của máy thì là hiển thị 4K rất là đẹp luôn mọi người nhé. Đấy, xin phép là kết thúc video ở đây mọi người nhé. Ai mà đang cần con máy để làm việc học tập thì liên hệ cho em. Giá con này em đang bán ra đi là khoảng 13 triệu mọi người nhé.